Cucumin là sự kết hợp hoàn hảo giữa mật ong nguyên chất, sữa ong chúa và tinh chất nghệ cucumin, hỗ trợ giúp bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa, hỗ trợ trung hòa axit dạ dày, giúp giảm viêm loét dạ dày, tá tràng. Sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên của công ty cổ phần Ong Tam Đảo. Thực phẩm này có phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.